Xin chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi thủy triều dâng, khiến mực nước khu vực ven sông dâng cao. Tại trạm Phú An và Nhà Bè ghi nhận được mức đỉnh triều trên báo động 3. Hiện tượng ngập úng đã gây ảnh hưởng tới đời sống và việc đi lại của người dân. Dự báo mực nước triều còn cao trên dưới báo động 2 đến ngày mai nên quý vị chú ý có kế hoạch sinh hoạt phù hợp. Về tình hình thời tiết thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên, trời chỉ có mưa vài nơi vào buổi chiều tối với lượng không lớn. Ban ngày thì có nắng vừa phải, chỉ lưu ý là trời rét nhẹ ở vùng cao Tây Nguyên khi nhiệt độ thấp nhất là dưới 20 độ. Còn tại Nam Bộ sẽ se lạnh ở các tỉnh miền Đông. Khu vực Trung Bộ thời tiết ổn định trong 24 giờ tới, trưa chiều có nắng nhẹ và nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Với các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế thì cao nhất ngày mai sẽ phổ biến từ 23 đến 26 độ trời rét về đêm và sáng sớm. Còn phía Nam đèo Hải Vân, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, từ đêm nay đến trưa chiều mai, thời tiết chưa có thay đổi nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ là từ 21 cho đến 24 độ. Riêng một số nơi Tây Bắc Bộ thì có thể đạt ngưỡng là trên 25 độ. Sau đó, chiều tối đêm mai thì khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, thì cường độ không mạnh và lệch về phía biển, nên tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông, nên trên khu vực Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Lưu ý là khu vực giữa và Nam Biển Đông do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở 5-7 độ Bắc, nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Như vậy, trong 24 giờ tới, quý vị chú ý tới tình trạng sương mù và rét về đêm và sáng ở phía Bắc, và chiều cường còn ở mức cao tại khu vực miền Nam. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 5 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.